sát sinh cúng tế, dâng hương cầu phước, nhét tiền vào tượng Phật, vân vân. Thế gian thời mặt pháp, rất nhiều hành động không lý trí của phần đông con người tưởng chừng như là điều tốt, điều lành, nhưng tác dụng lại hoàn toàn ngược lại. Nhân loại cứ thuận theo suy diễn của bản thân, muốn gì liền làm đó, không hề nghĩ đến rốt cuộc là đúng hay sai, là nên hay không nên. Hôm nay, Tinh Hoa TV sẽ nói một chút về một việc làm mà rất nhiều người cho là tích đức, nhưng hóa ra là đang tạo nghiệp sâu dày cho bản thân. Phóng sinh là phước hay tội? Tháng 4 năm 1993, một cao tăng người Myanmar trên đường đi vân du sang Trung Hoa tìm kiếm chân pháp chân đạo đã thuật lại một câu chuyện như sau. Khi dừng chân tại một thôn làng, ông tình cờ thấy một gia đình đang muốn giết chó. Đó là một con chó màu vàng bình thường, bị dây thừng trói chặt trên cây, trông rất tội nghiệp. Mặc dù là một người đang đi vân du tìm chân pháp, nhưng vị cao tăng này không phải một người tu hành bình thường. Đạo hạnh của ông khá cao, dùng thiên nhãn quan sát liền thấy được rất rõ ràng. Con chó đang chờ bị giết chính là kẻ thù đã giết chết ông chủ vào đời trước. Đời này chuyển sinh thành súc vật để trả nợ, cũng phải chịu một đau như thế mới có thể hóa giải oán thù. Vì là người tu luyện, thấy được quá rõ quan hệ nhân quả nên ông không muốn quản. Khi người chủ chuẩn bị giết con chó thì một bà lão xuất hiện muốn mua lại để tránh cho nó khỏi phải chịu cái khổ bị giết mổ. Sau một lúc thỏa thuận, bà chạy nhanh về nhà lấy ngay 1.000 đồng làm tiền chuộc. Năm 1993, làng quê ở Sơn Tây vốn không giàu có gì. Thời đó 1.000 đồng không phải là một con số nhỏ. Tấm lòng lương thiện kia thật giống như ánh vàng kim lóe sáng. Sau khi cứu, bà lão dẫn con chó ra ngoài làng phóng sinh, muốn để cho nó tự sinh tự diệt. Lúc này, vị cao tăng mới lên tiếng can ngăn. Ông hy vọng bà có thể dắt con chó về nhà nuôi dưỡng, cho đến khi nó chết mới thôi. Vì sao phải làm như vậy? Biết là nhiều người sẽ thắc mắc, nên ông đã nói rõ như sau. Bởi vì sinh mệnh của con chó vốn dĩ đã phải kết thúc rồi, vận mệnh của nó chính là được an bài như vậy. Nhưng mà bởi sự can thiệp của bà lão khiến cho nó không chết được, như vậy bà lão cần phải chịu trách nhiệm với tiến trình sinh mệnh còn lại của nó. Nếu không, về sau nếu như con chó cắn người, ăn trộm đồ hoặc làm tổn hại tính mệnh của những động vật khác, bất kỳ tội nào mà con chó về sau tạo nên đều sẽ tính lên thân của bà lão kia. Có câu nói rằng, làm người tốt thì cần làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên. Những người thông thường không cách nào lý giải được hàm nghĩa chân chính trong đó. Đây thực ra chính là nói, một người muốn làm việc tốt thì cần phải làm đến nơi đến chốn, phải phụ trách tới cùng. Nếu không, việc thiện đó làm được một nửa rồi không quản nữa, kết quả sau cùng rất có khả năng sẽ trở thành chuyện xấu, trái lại sẽ tăng thêm tội nghiệp cho người đó. Vị cao tăng đặc biệt dặn dò cảnh tỉnh. Hiện nay có rất nhiều người ngoài miệng gọi là tín Phật, mỗi năm làm phóng sinh, nói là tích công đức được phúc báo. Tôi thấy rất khó, tại sao như vậy? Ví như có một người, anh ta thả một con cá lóc vào hồ để phóng sinh. Anh ta nói mình đã tích công đức rồi. Tôi nói anh ta cũng có thể tích chút công đức, nhưng cũng vì vậy mà những nghiệp tội mang đến có thể càng lớn hơn. Mọi người thử nghĩ xem, con cá lóc đó nó sẽ không ăn sạch hết những con cá nhỏ trong hồ hay sao? Nếu so với việc thả hổ về rừng, nào có khác gì nhau? Hành thiện nhất định cần phải làm một cách lý trí, có trí huệ mới được. Cần phải cân nhắc đến hậu quả, phải lượng sức mà làm. Chúng ta không thể muốn làm thế nào thì liền làm thế nấy. Nếu không thì chính là tự gạt mình
dối người mà thôi. Nhìn hiện trạng ngày nay, con người phóng sinh một cách vô tội vạ, xét về nhân quả hay nói về môi trường sinh thái đều không tốt. Có những người chuyên đi bắt chim, bắt cá, mang vào chùa, bán cho người mua phóng sinh. Những người đi phóng sinh ấy, họ ở đây thả con cá xuống, bên kia liền có người chờ sẵn bắt nó lại. Sau đó thì sao? Người kia bắt gần hết số chim cá vừa thả ra, xong lại mang lên chùa bán ra, phóng sinh tiếp. Người ta cũng biết như thế, nhưng lại nói rằng thả cá thì đó là cái phước của mình, nhưng còn những người nào mà vớt cá lại thì cái nghiệp của họ, nên thành ra đối với mình thì mình cũng không quan tâm. Nhưng chỉ tội cho lũ chim cá vừa mới được thả ra lại bị bắt vào, vừa được bắt vào liền bị thả ra, cứ lặp đi lặp lại như thế, biết bao giờ mới thoát khỏi cái lưới của những người gọi là tích công đức kia. Chuyện này có khác gì kẻ cứu người và kẻ bắt cóc thông đồng với nhau? Ông bắt người tôi chuộc ra, xong ông lại bắt cho tôi chuộc ra tiếp. Như vậy có nạn nhân bị bắt cóc nào mang ơn họ hay không? Nỗi thống khổ khi bị hành hạ kia sẽ tính lên ai đây? Người xưa phóng sinh hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng lương thiện. Tình cờ thấy chúng sinh gặp nạn thì động lòng trắc ẩn, liền ra tay cứu giúp, không hề chủ động đi truy cầu như cái gọi là phóng sinh như trên. Một bên vì tâm từ bi mà làm, còn một bên là làm để cầu tiền tài sức khỏe, mục đích rõ ràng quá khác xa. Trở lại câu chuyện trên, nhiều người sẽ nói rằng nếu như sinh mệnh của con chó kia đã chấm hết rồi, thì cớ sao sau khi được cứu, nó lại không lập tức ngã lăn ra mà chết ngay đi? Vị cao tăng tiết lộ, phàm lại gặp phải những sự tình như vậy, thần vì để bảo vệ thiện niệm của người ta, sẽ kéo dài một đoạn thời gian sinh mệnh cho con chó, nhưng sẽ không quá lâu. Nếu không, vừa cứu một sinh mệnh thoát khỏi lưỡi đau, nháy mắt một cái đã ngã lăn ra chết. Thử hỏi về sau, còn ai nguyện ý làm việc tốt nữa đây? Bà lão nghe xong, đã dẫn con chó về nhà nuôi dưỡng. Thông qua nỗ lực của mình, đã thiện giải được một đoạn oan nghiệp, giảm đi một trường giết chóc, có thể nói là công đức vô lượng. Đó chính là Phật tính lóe sáng, là một mặt đáng quý nhất của con người. Nếu như ai ai cũng đều có tấm lòng lương thiện như bà lão trên, vậy thì thiên hạ sẽ đại trị, thần Phật cũng sẽ không buông bỏ thế gian này mà đi.